Ngôi nhà có ma. Không biết ông chủ làm gì vậy nhỉ? Shh, yên lặng nào. Ông chủ chuẩn bị đi đâu xa đó. Chắc chắn chúng mình sẽ được đi cùng ông. Ước gì em cũng được đi nhiều như hai anh. Vâng, dạ được, tôi biết rồi. Chiều nay tôi sẽ có mặt trên đó. Được, tối nay tôi sẽ ở lại. Vâng. Ông chủ đi chắc mai mới về. Vậy thì càng vui chứ sao. Đêm nay chúng ta sẽ mở tiệc tưng bừng nào. Cái lũ nhóc này chỉ chực có thế. Vậy mọi người muốn xem chương trình gì nào? Tôi xem phim truyện nhé. Phim tình cảm đấy. Đúng đó. Tôi muốn xem chương trình phụ nữ. Con xem chuyên mục văn hóa, giáo dục. Con xem chương trình ca nhạc, thiếu nhi. Vậy thống nhất cứ xem mỗi kênh một lúc rồi lại chuyển kênh nhé. Hiện nay, trên địa bàn khu Thanh Bình đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp khá phức tạp. Đối tượng hiện vẫn chưa bị bắt. Vậy nên, chúng tôi cảnh báo người dân nên chú ý đề phòng bảo vệ tài sản. Này mọi người có nghe thấy không? Thanh Bình là khu nhà mình đó. Đúng vậy, con nghe ông chủ nhắc tên khu này với mấy ông bạn. Mọi người trật tự đi, hình như có ai đang nhìn vào nhà mình kìa. Tên chủ nhà đi vắng thật rồi. Tối nay mình sẽ lẻn vào xem có khoắn được gì không. Mọi người ơi, có khi nào chúng là những tên trộm mà bản tin trên TV vừa nhắc đến? Nguy quá, làm thế nào bây giờ? Trốn thôi, đáng sợ quá. Các cháu bình tĩnh nào, bình tĩnh đi, không được hoảng hốt. Chúng ta chỉ là vật dụng thường ngày, mấy tên trộm đó có vào sẽ không thèm để ý đến chúng ta đâu. Có điều chúng ta phải cần đoàn kết lại để bảo vệ ngôi nhà này trong lúc ông chủ đi vắng. Đúng vậy, ông chủ đã đối xử tốt với chúng ta phải giúp ông chủ. Quả là không có ai ở nhà, thật là quá thuận lợi. Nào, anh em mình lục soát thôi. Gì thế? Mày sao thế? Có cái gì đâu mà phải rung như vậy? Tao có rung đâu. Thế sao nghe như tiếng răng va đập vào nhau vậy? Chắc chỉ là một con chuột thôi. Thôi, vào khoắn cho lẹ rồi con chuột. Mày có nghe tiếng gì không? Tiếng gì? Làm gì có? Đó, chẳng phải là tiếng dép sao? Sao mày bảo nhà này không có ai ở nhà? Tao nhìn thấy lão chủ nhà đi rồi mà. Không phải chứ, bọn mình đứng ở bên ngoài cả buổi chiều, có thấy ai vào nhà đâu. Chắc tiếng dép ngoài đường ai đang đi đó. Thôi, mày với tao cùng vào. Sau đây là chương trình kể chuyện đêm khuya. Cái gì đó? Mày điên hả? Khẽ khẽ cái mồm thôi. Hàng xóm phát hiện ra thì tôi chỉ là cái đài hỏng thôi mà. Mày ơi, nhà này như có ma ấy. Hay là thôi, bọn mình chuồn đi, sang nhà khác kiếm ăn. Nhà này đi vắng, thoải mái mà cãi phá không muốn sao? Chẳng mấy khi có cơ hội thế này. Đừng có mà bàn lui. Gầy ơi, Gầy ơi. À, trời ơi. À, không, đừng lại đây. Trộm, bắt lấy trộm bà con ơi. Yeah, lá, lá. Bay quá bác à. Thế mà nhà em lại không mất gì chứ. Lúc tôi về nhà, nhìn cửa nhà tan hoang, tôi cứ tưởng quả này trộm khoắn sạch rồi. Ấy vậy, chẳng những không mất gì, mà còn được tin là hai tên trộm đó bị bắt. Vui thế chứ. Tôi thấy mọi người bảo, lúc bắt được hai tên trộm đó, mặt chúng hoảng lắm, như kiểu vừa bị dọa cho nát thần hồn, thần tính ý.
một tên còn ngất xỉu nữa cơ. Các cụ nói không sai, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma mà. Hoa thạch thảo đến muộn. Chúng ta đến nơi rồi, mọi người phân công nhau mang những túi quà xuống nhé. Rất vui mừng được chào đón đoàn từ thiện của các cậu. Hôm nay tôi đã thông báo cho các cụ ở trong viện rồi. Tất cả đều rất vui, vì lâu lắm mới có những người trẻ đến thăm đấy. Nào, cháu bón cháo cho cụ nhé. Henry, Henry của tôi có tới không? Sarah, bà vào đây đi, ở đây đang rất vui nè. Bà ơi, cháu mời bà vào nghe tụi cháu đàn ạ. Bà thích bài gì ạ? Không, tôi chỉ đến tìm Henry thôi. Henry đâu rồi? Anh ấy vẫn chưa đến thăm tôi sao? Cô Sarah, anh ấy sẽ tới thăm cô sớm thôi ạ. Cô đừng lo mà. Anh ấy vẫn nhớ tôi. Chắc chắn anh ấy vẫn nhớ tôi, có phải không? Vâng ạ, cháu cũng tin là như vậy. Nhưng mà tại sao bao nhiêu năm nay anh ấy vẫn chưa tới? Nằm ở cuối dãy là căn phòng của bà Sarah. Bà ấy năm nay đã 85 tuổi, neo đơn không nơi nương tựa. Không may mắc chứng mất trí nhớ từ lúc bà còn là cô gái 25 tuổi. Theo như chúng tôi tìm hiểu, Henry là mối tình đầu tiên và duy nhất trong thời thanh niên của bà ấy. Nhưng Henry đã qua đời sau một vụ tai nạn. Sự kiện đó đã gây một cú sang chấn tâm lý suốt đời cho bà ấy. Thật tội cho bà ấy. Cô Sarah, cháu vào thăm cô có được không ạ? Cô có khỏe không ạ? Cô Sarah, cháu có thể xem tấm ảnh ấy được không ạ? Không, không ai được xem hết. Đó có phải là ảnh của Henry không ạ? Henry chắc hẳn là một chàng trai rất tốt, đúng không cô? Sarah yêu dấu, năm sau anh trở về sẽ tặng em một bó hoa thạch thảo vào ngày Valentine, loài hoa em thích nhất. Nhớ và yêu em, ngày 14 tháng 2, 1960. Henry của em. Anh ấy đã hứa sẽ trở về. Tôi rất nhớ Henry, tôi sẽ đợi anh ấy. Chào anh ạ, anh mua hoa tặng bạn gái phải không ạ? Mai là ngày lễ tình nhân rồi đó ạ. Cô ơi, gói cho tôi một bó hoa thạch thảo trắng đi. Làm ơn gói lại cẩn thận giùm tôi nhé. Tôi sẽ gửi chuyển phát nhanh ngay đêm nay. À, cho tôi một tấm thiệp, tôi muốn viết vài dòng. Hoa thạch thảo là Henry, Henry của em. Em biết anh sẽ trở về mà. Anh Henry của em. Tâm nguyện của con. Hết nước uống mất rồi. Chắc phải ghé vào làng ở đây xin ít nước rồi mới đi tiếp được. Con mời mẹ à? Có ai ở nhà không? Là một vị đạo tiên. Xin hỏi con có thể giúp được gì không ạ? Ngài cần gì ạ? Chào anh. Ta có việc đi ngang qua làng, chả may bầu cạn nước, nên ta mạo muội gõ cửa xin gia đình mình ít nước uống. Được thôi ạ, mà cũng đã sắp muộn.
Nếu đạo tiên không vội, mời ngày vào nhà dùng bữa tối với mẹ con đã. Cảm ơn anh, nhưng việc của ta không trì hoãn được, phải lên đường luôn, chỉ cần có chút nước là được rồi. Vậy phiền đạo tiên đợi một chút, con đi lấy nước cho ngài. Nước đây ạ, con gói thêm nắm cơm để đi đường ngày ăn cho đỡ đói bụng, nhà chả có gì nhiều, xin đạo tiên đừng chê. Thật cảm ơn anh, ta xin phép. Dạ, chúc ngài thượng lộ bình an. Này anh, ta có thể nói chuyện riêng với anh một chút không? Vâng, có chuyện gì vậy ạ? Thật sự ta định không nói, nhưng thấy anh là một người tốt bụng nên cũng không đành cứ thế mà đi. Thưa đạo tiên, xin ngài cứ nói ạ. Anh hãy bình tĩnh. Nhưng quả thật ta đã nhìn rất kỹ, cứ theo sát khí hiện thấy thì đúng giờ ngọ ngày mai anh sẽ bị sét đánh chết. Hả? Liệu có lẽ có nhầm lẫn gì không ạ? Không thể sai được. Thú thật, được đạo tiên nói cho con biết số mệnh của mình, con lại thấy không hề sợ cái chết. Nhưng gia đình con vốn chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau, nay số con đến lúc tận, nhưng còn mẹ già ở lại thì sẽ không còn ai hầu hạ phụng dưỡng nữa. Điều đó khiến lòng con chẳng thể nào yên. Xin đạo tiên hãy chỉ cho con một phương cứu nạn. Xin lỗi, ta thật không có cách nào hóa giải. Trời, hôm nay quang đãng thế này cơ mà. Nếu lời đạo tiên nói là thật, thì rồi đây ai sẽ là người chăm lo cho mẹ ta đây? Trời ơi, sao trời lại nỡ bắt mẹ con phải khổ thế này? Phận con đã đành, còn mẹ con thì sao đây trời? Phải làm sao đây? Chỉ còn cách đưa mẹ lánh đi vào giờ ngọ. Mọi điều cần nhắn nhủ mình đều đã ghi lại, giờ chỉ còn trông chờ vào số phận mà thôi. Sắp đến giờ ngọ rồi. Mẹ ơi, con có chút việc phải ra ngoài, hơi lâu một chút. Con đã chuẩn bị thuốc và vài món mẹ thích, xin mẹ ghé tạm qua bên hàng xóm nhé. Có người trông chừng mẹ, con sẽ yên tâm hơn. Mẹ tự ở nhà cũng được mà, con không phải lo đâu. Có chuyện gì cứ yên tâm, đi rồi về sớm nha con. Con... Bỗng chốc mây đen kéo về, lời đạo tiên nói sắp mưa lớn, không kịp đưa mẹ sang hàng xóm rồi. Con trai, có chuyện gì sao? Nhìn con có vẻ căng thẳng, mà trời sắp mưa, liệu việc có gấp không? Đợi qua cơn rồi đi đâu hắn đi. Mưa thật rồi, giờ ngọ cũng sắp điểm. Kìa, con nhất định đi sao? Mặc áo mưa vào chứ. Vâng, con biết rồi ạ. Mẹ ở nhà đừng ra ngoài nhé. Mưa chắc lớn lắm đấy, con đi đã. Mình phải chạy thật xa nhà, không thể để mẹ nhìn thấy cảnh con trai của bà bị sét đánh được. Phía bên kia ngọn đồi là bãi vắng, tốt nhất là không để ai nhìn thấy. Nếu mọi người kể đến tai bà, chắc chắn tim bà sẽ tan nát. Là anh đây sao? Đã qua giờ ngọ rồi. Đã qua giờ ngọ rồi sao? Thì đúng vậy. Từ hôm qua, lòng ta lúc nào cũng nặng trĩu, thương cho số phận của mẹ con anh quá. Giờ ngọ đến, thấy trời mưa sấm chớp ầm ầm, ta chỉ còn biết cầu xin ông trời cho gia cảnh nhà anh. Nhưng như ta đã nói, ta không thể giúp được gì hơn. Vậy mà sao? Con không biết nữa, chỉ là biết số phận khó tránh. Nhưng con còn tâm nguyện dây dứt, không đành lòng để mẹ già nhìn thấy cảnh con của mình bị sét đánh. Điều đó sẽ khiến bà ám ảnh những ngày còn lại không yên. Vì thế, con gắng chạy thật xa nhà. Sét có đánh trúng, cũng chỉ mình con chịu mà thôi. Ra là vậy, đó chính là điều đã cứu anh đấy. Thầy nói vậy nghĩa là sao? Chính nhờ lòng hiếu thảo của mình, hiếu kính mẹ già mà anh đã cảm động trời xanh, nên mới hóa giải được đại nạn của mình. Thật vậy sao? Vậy là con sẽ tiếp tục được phụng dưỡng mẹ già. Bà không phải chịu cảnh lẻ loi khi xế chiều rồi. Đội ơn ông trời. Lòng tốt của quân.
Cậu dậy rồi à? Cậu thấy trong người thế nào rồi? Lúc chiều đang đi cùng nhau trên đường, tự dưng cậu lảo đảo rồi ngã xuống. Tớ lo quá. Lúc đấy tự dưng tớ thấy chóng mặt quá. Cậu đưa tớ vào viện à? Ba tớ đã biết tớ ở đây chưa? Tớ báo cho ba cậu rồi. Ba cậu đang nói chuyện với bác sĩ. Giờ cậu có đói không? Tớ mua chút gì cho cậu ăn nhé. Cậu mua giúp tớ. Cảm ơn cậu. Cháu đã bị suy thận khá nặng, cần chữa trị gấp. Nếu để lâu có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Suy thận nặng? Anh phải chuẩn bị tinh thần. Bệnh này chữa trị phải thật kiên trì, thường xuyên theo dõi diễn biến của bệnh. Vì thận của bệnh nhân đã bị suy khá nặng nên cần lọc máu. Trời ơi! Gia đình cần chuẩn bị sẵn tinh thần. Tiền điều trị sẽ rất tốn kém. Cháu cần được chữa kịp thời, tránh để bệnh chuyển sang các giai đoạn nặng hơn. Bệnh sẽ nghiêm trọng và các biện pháp chữa trị cũng khó khăn hơn. Trời ơi! Nam! Bác ơi! Bác sĩ có nói bao giờ Nam sẽ khỏi bệnh không ạ? Cháu cũng nghe bác sĩ nói rồi phải không? Thằng Nam khổ thân nó. Chúng ta nhất định phải chữa trị cho Nam bác ạ. Đúng, phải cứu nó chứ. Nhưng cháu cũng biết đấy, bác gà trống nuôi con, biết làm sao bây giờ. Nam ơi, nhất định cậu phải sống. Bác về đâu cháu chở về ạ? Không, bác không đi nhé. Dạ. Cô đi xe ôm không ạ? Không cháu à. Trời, sao cháu lại... Cháu làm gì thế hả Quân? Bác, cháu chạy xe ôm bác à. Từ giờ có thời gian rảnh rỗi, cháu sẽ chạy xe ôm kiếm tiền phụ bác chữa bệnh cho Nam. Trời ơi, sao thế được? Thời gian của cháu phải dành cho việc học tập. Bác lo được cho Nam. Cháu về đi. Cảm ơn cháu. Bác ơi, cháu tranh thủ thời gian không lên lớp. Cháu nhất định phải giúp Nam. Cháu phải nghe lời bác. Cháu về đi. Cháu chạy xe ôm thế này, ba mẹ cháu sẽ rất lo lắng. Xe ôm? Có ngay ạ. À, bác vào phòng với Nam đi ạ. À, bác đừng lo cho cháu. Quân kìa, sao bạn ấy lại ở đây? Chào các bạn. Các bạn đến thăm Nam hả? Ừ, mà sao trên xe của cậu lại có chữ xe ôm thế này? À, tớ muốn tranh thủ ngày nghỉ đi xe ôm giúp thêm cho bạn Nam. Sao cơ? Cậu bảo giúp cho Nam á. Nhưng còn học tập cậu tính sao? Lại sắp thi học kỳ rồi mà. Ừ, mày nói đúng đấy. Mà cậu đi xe ôm thì được bao nhiêu tiền đâu. Có khi ngồi cả ngày chưa chắc đã có khách. Thôi, các bạn cứ về đi. Tớ biết làm thế này cũng chẳng được là bao. Nhưng thêm được đồng nào cho nhà Nam là hay đồng nấy. Thôi chết, sắp mưa rồi. Quân, mau vào đây trú mưa. Cháu ơi, ở đây có ai đi xe ôm không? Có cháu ạ. Cô lên đây cháu đèo ạ. Bạn tôi bị bệnh nặng, vì vậy tôi đang rất cần tiền. Nếu các bạn cần đi xe ôm, hãy gọi cho tôi. Bất kể mưa gió, đêm hôm, bão lụt, tôi cũng sẽ đi. Gia đình bạn tôi rất nghèo, tôi muốn dùng sức lao động chân chính của mình để giúp bạn tôi. Cô đây, cô chính là người hôm trước mà cháu đã chở giữa trời mưa bão. Thật cảm động trước tấm lòng của cháu. Cô sẽ là khách hàng trung thành của cháu. Không những vậy, cô cũng sẽ nhắn người thân, hàng xóm, đồng nghiệp của cô đến để ủng hộ cháu. Thật cảm phục tấm lòng của anh. Ngay bây giờ em có việc cần đi gấp, anh có đi không ạ? Đi chứ em, bất cứ lúc nào có khách gọi anh cũng đi. Ôi, các bạn đang làm gì thế này? Thông tin trên Facebook của cậu đã lan tỏa đến mức chóng mặt. Status của cậu đã nhận được rất nhiều like và comment. Chúng tớ sẽ cùng với cậu, cùng làm xe ôm để giúp gia đình của Nam. Cảm ơn các bạn. Ồ, chúng tớ phải cảm ơn cậu mới phải. Cậu đã giúp chúng tớ nhận ra giá trị đích thực của tình bạn. Cho bác về đường hoàn cầu. Dạ vâng ạ, mời bác lên xe ạ. Một thời gian sau. Cảm ơn Quân, cảm ơn các cháu. Nam đã thực sự được cứu sống rồi. Nhờ sự giúp đỡ của các cháu, nhiều người đã biết đến hoàn cảnh của Nam. Có gia đình có người mới mất đã đồng ý hiến thận cho Nam. Tốt quá. Thế còn tiền mổ cho Nam liệu có đủ không bác? Đủ cháu à. Ngoài tiền các cháu ủng hộ Nam,
còn có rất nhiều nhà hảo tâm đến giúp đỡ gia đình bác. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng sẽ ủng hộ một phần chi phí. Ôi, thật tuyệt quá. Thật mừng cho bác, thật mừng cho Nam. Thôi nào các bạn, ta cùng nhau vào thăm Nam đi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.